Đây là thầy con. Đây một món, hai món, ba món, bốn món. Con thích màu nào? Màu trắng. Năm món. Là cái mảnh lòng thương xót chú. Vì cái nhiều gia đình thì chưa có cái mảnh lòng thương xót chú. Chúng tôi được tặng lên cho em tấm ảnh lòng thương xót Chúa, vì Chúa nói rằng ân muốn bức ảnh này được tôn vinh không chỉ trong nhà thờ hay nhà chồng, nhưng tại mỗi nhà của người tín hữu. Và ai đến kêu cầu lòng thương xót của ta trước tấm hình này, ta sẽ không bao giờ để họ phải thất vọng về không bao giờ. Cho nên chúng tôi người tặng đến anh chị em mỗi gia đình tấm hình không những là tấm hình ấy mà còn được ép plastic. Cho nên có những gia đình mà khi về miền quê chúng tôi được tặng, tôi thấy xuống cái ghe hoặc đi vào trong những nhà tranh vách đất, họ lấy cơm môi họ dán, tội nghiệp lắm. Rồi nó rớt thì họ lấy cái tre, cái nứa họ xin gắn vào trong cái tường, cái phây họ treo. Về sau này thì chúng tôi chấp nhận là tắt gấp 3 lần là ép plastic cứng để anh chị em có thể treo được ở bất cứ đâu. Món quà thứ mấy rồi con? Dạ, thứ 5 ạ. Thứ 5, còn món quà thứ 6 nữa. Món quà thứ 6 đấy là cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Anh chị em ở trong này có thể nhớ và có 500 bài giảng lòng thương xót Chúa với những chữ nhân đi kèm, với những 500 bài hát ở trong này nữa. Tôi để tặng đến cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, những người mà nhất là những người bệnh tật, những người đau ốm, những người vùng sâu vùng xa, con vừa khỏe vừa trẻ vừa đẹp cho tặng cho con. Cho tặng các bạn luôn. À, nhớ luôn có cục sạc này nữa nha, đừng có quên. Rồi chúng ta cho một tràng vào tay để cảm ơn những ngày đi ra. Con cho mọi người biết con tên gì, con ở đâu đến. Dạ thưa cha, con tên Huệ, con ở Thanh Hoa đấy ạ. À, năm nay con bao nhiêu tuổi và con làm gì? Dạ con 21 tuổi ạ. Dạ con chưa làm gì, con mới ở quê vào. Rồi con được biết đến lòng thương xót Chúa chưa và biết như thế nào? Dạ anh trai con ở đây, anh xin đi nhà thờ xong rồi anh nói con là vào đây cầu nguyện rồi. Anh của con là anh gọi lên đây. Là anh trai con một kia. Ở đây là con. Cho một tràng tay thôi lên đây. Chúng ta thấy rằng là hiếm lắm, hiếm có người anh trai nào mà lại giới thiệu cho cô em mình về lòng thương xót của Chúa. Xin lỗi con đã có người yêu chưa? Dạ con có người yêu rồi. Rồi, có người yêu rồi. Và người anh trai của con thì không giới thiệu cho con người yêu nữa, vì biết rằng con có người yêu rồi. Mà người anh trai của con giới thiệu cho một người yêu con. Có thể người kia là con yêu họ, rồi họ yêu con. Đôi khi họ sẽ không yêu con, và đôi khi con cũng sẽ yêu không yêu họ. Rồi con sẽ ngồi con than thở rằng người ta lại bỏ con rồi Chúa ơi. Hoặc là người kia lại than thở rằng là gì đó, eo ơi sang pháo sao buồn thế, cứ ngỡ là biên gió thu về. Thì khi mà con đi lấy chồng, con bỏ người yêu của con. Anh trai con không biết hiểu một cái người mà có thể yêu con, có thể bỏ con. Một người con có thể yêu và con có thể bỏ. Nhưng mà anh trai con biết hiểu một người lúc nào cũng yêu con. Con biết hiểu người ấy là anh. Dạ, thưa chúng ta là Chúa Giêsu. Đây thì con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì và con biết Chúa Giêsu như thế nào, và con giới thiệu cho em con về Chúa Giêsu lòng thương xót ra sao. Dạ thưa cha, con tên Đạo, Doan Tên Hình Đạo. Con năm nay là con 25 tuổi. Con làm công ty ở đây. Dạ.
là con biết là con Chúa như thế nào, và con biết theo gen của con như thế nào để hôm nay mới vào lặn lội cái bắc vào nam này. Dạ thưa cha, từ khi cha về giáo điểm tới giờ đó là con đi lễ, là đầu tiên là đi lễ thăm dân lễ của cha, con nghe cha giảng và cha làm những lời cha giảng cho cộng đoàn và cho đất nghe, con cảm thấy nó có nhiều ý nghĩa và làm cho con người mình phải suy nghĩ và sống một cách sống theo Chúa nhiều hơn, và không có sống không có đi theo con đường tội lỗi của ma quỷ cám dỗ mình. Thưa em, đây là lời khuyên quá sức tuyệt vời của một chàng trai 23 tuổi, phải không? 25 tuổi. Một chàng trai 25 tuổi nghe giảng về lòng thương xót Chúa và cảm nhận được rằng là mình phải suy nghĩ lại cách sống của mình để không đi vào con đường tội lỗi, không đi vào con đường của ma quỷ nữa. Khi đã cảm nhận được rồi, con về, con nói lại cho em con như thế nào, con dụ dỗ em con như thế nào mà để chiều hôm nay em con nó đi từ ngoài bắc vào nam để đến với giáo điểm Tin Mừng dự lễ lòng thương xót Chúa. Dạ, xin chào ông đoàn. Tại vì em con quen một người bên lương đấy ra và đi làm không có làm ở nhà mà làm ở ngoài ra, nên là nhiều khi em con không lên lễ bữa đi bữa không, và quen một người bên lương mà gia đình con cũng không cho em gái quen ra, và cấm không muốn cho em gái con theo lấy vợ chồng không có đạo, vì gia đình và bố mẹ rất lo là lo, và sau này sẽ mất đi rồi chứ. Và con nói với bố mẹ và em gái con là cho em con vào đây để nghe cha giảng mỗi ngày để hiểu được những cái lời cha giảng, và để em con đến với Chúa và không có mất nhiều chuyện. Dạ, con vui lắm. Vui quá. Con vui thì mới thật. Con mà nói trơn tru quá, người ta bảo là con phục lòng, người ta bảo là bài bản. Còn khi mình xuống tới nghĩa là mình nói từ trong trái tim của mình. Thưa anh chị em, thì hôm nay thì cũng xin nói với anh chị em luôn về vấn đề hôn nhân khác đạo, để chúng ta đừng có những cái suy nghĩ có khi hơi thái quá hoặc là bất cập. Ngày xưa thì giáo hội không cho phép người công giáo lấy người khác đạo, nhưng sau này thì giáo hội cho phép người công giáo lấy người khác đạo với điều kiện là mình phải xin chuẩn hôn phối, có nghĩa là xin đức giám mục giáo phận chuẩn cho, ví dụ anh này không có đạo, cô này có đạo, bây giờ không thể bắt anh này theo đạo được, mà cũng không nên bắt vì mình ép thì uổng, ép dầu ép mỡ ai nỡ, ép duyên. Mình với Chúa cuộc gặp gỡ ra một cuộc gặp gỡ của tình yêu, mà tình yêu thì không thể ép được, cái duyên không thể ép được, cái duyên mình đến với Chúa thì tự mình đến mình cảm nhận, giống như người em của chúng ta đây, thì sau này giáo hội không có ép, không có bắt là phải đi theo đạo mới được lập gia đình với người có đạo, cho phép chuẩn với điều kiện là hai bên phải tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhau. Anh tôn trọng tôn giáo của tôi và tôi tôn trọng tôn giáo của anh. Thứ hai nữa là người có đạo phải cố gắng hết sức bằng cuộc sống của mình để làm gương sáng cho người không có đạo, cho người không phải đạo tôn giáo, hầu có thể đưa họ vào với đạo tôn giáo của mình, không phải là bằng lời nói dụ họ, nhưng mà bằng cách sống làm chứng của mình. Thứ ba nữa là cố gắng cho những đứa con được sửa tội. Ngày xưa là buộc phải cho đứa con sửa tội, nhưng mà bây giờ thì không có buộc nữa, nhưng mà khuyên hết sức làm sao để cho người không có đạo ấy đồng ý cho những đứa con được sửa tội. Thưa anh chị em, làm như thế để làm gì? Làm như thế để cho người ta thấy rằng là đạo công giáo không phải là độc tôn, không phải là độc tài,
không phải cho mình là số một là nhất rồi ép người ta phải theo mình. Mình ép như vậy người ta càng khó chịu hơn, người ta càng khó chịu đạo hơn, ta cũng chẳng thích gì đâu. Người ta sẽ nói rằng tại sao tôi lấy cô, bắt tôi phải theo đạo của cô mà cô lại không theo đạo của tôi. Người ta có bình đẳng được lại vấn đề đó hay không? Có không? Có chứ, phải không? Cô bảo là đạo của cô là đạo chính thì tôi cũng cho rằng đạo tôi là đạo chính chứ. Cô bảo rằng đạo cô là đạo đúng, tôi cũng bảo rằng đạo của tôi là đạo đúng chứ. Cô tin vào đạo của cô thì tôi cũng có niềm tin vào đạo của tôi chứ. Ví dụ như thế, cho nên là giáo hội thấy rằng là không tạo cái sự căng thẳng nữa, mà tạo một cái sự gọi là hòa đồng, tạo một cái sự đối thoại, một cái sự cảm thông, để nhiệm vụ nặng nề của người công giáo, nếu mà con quen người không có đạo mà con siêng năng đi lễ hơn chắc bố mẹ con không cấm đâu. Nhưng mà rất tiếc là con theo người có đạo xong rồi con cũng bị họ lôi kéo, con không có đi lễ bố mẹ con mới lo, đúng không mẹ? Tại vì người nó không theo đạo cha. Cha nói là cha đâu có bắt người không theo đạo. Người không theo đạo có nghĩa là con cũng bỏ đạo. Tại sao con không đi lễ? Thế không? Cái vấn đề là không phải là bố mẹ cấm không cho mình lấy người không có đạo, nhưng mà bố mẹ lo rằng là đức tin của mình quá yếu, cho nên là khi lấy người không có đạo thay vì mình đưa người ta quay trở về với đạo thì mình lại bị người ta kéo theo đạo của người ta mất, mình bỏ luôn cả cái đạo của mình. Đấy là điều mà anh có nói một cách rất là bình dân, là sao nó mất linh hồn, sao hoàn hồn lại như vậy. Con hiểu lòng thương của bố mẹ và anh của con dành cho con không? Dạ, con hiểu ạ. Chứ không phải là bố mẹ ghét bỏ hay là bố mẹ cấm cản gì đâu, nhưng mà bố mẹ chỉ lo như vậy thôi. Để bằng cách nào con chứng minh cho bố mẹ và anh con hiểu được là niềm tin của con và lòng thương xót của chú vững như bản thân, không gì có thể lay chuyển được. Bây giờ một là con bỏ Chúa, hai là con bỏ bố, bỏ anh. Dạ, con bỏ bố. Nó cần phải quyết định như vậy. Cái đó thì mình phải quyết định. Một là bỏ Chúa hay bỏ bầu. Vì người ta bắt mình là nếu mà cô theo tôi thì tôi phải bỏ Chúa, thì xin lỗi anh, không có cách nào khác là tôi phải nói lời từ biệt, không cách nào khác được. Vì Chúa của tôi không thể bỏ được. Anh, tôi sống với anh chỉ hết cái cõi đời này thôi, có đúng không? Đến đầu bạc răng long mà đã con chắc không? Chắc không? Sợ rằng mới cưới hôm trước vì đã yêu nhau buổi sáng buổi chiều xa nhau, chuyện đó rất bình thường thôi chị em. Người ta ly hôn, người ta chia tay nhau rầm rầm. Cho nên là nếu mà tôi lấy anh mà anh bắt tôi phải bỏ đạo của tôi thì xin lỗi, anh có bảo đảm cho tôi là khi tôi bỏ đạo tôi luôn theo anh, tôi được hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau, có không? Bảo đảm không? Dạ không. Không gì khác chơi. Mình phải mạnh dạn rồi, tự biết rõ ràng như vậy chứ, đúng không? Niềm tin của mình và Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng là đừng vứt của thánh cho chó, đừng ném ngọc trai cho heo. Của thánh ấy, ngọc trai ấy là những món quà lòng thương xót Chúa anh chị em đến đây. Chúng tôi rất là trân trọng những món quà của lòng thương xót Chúa chúng tôi gửi đến anh chị em. Thì anh chị em cũng hãy trân trọng những món quà ấy, đừng vứt cho chó, đừng ném cho heo. Một số anh chị em thì lại hay đưa cho con mít đất cầm, thương con thì thương thật, nhưng mà chúng chưa ý thức, chưa hiểu. Ta không thể đưa những cái món quà trang trọng này, món quà thánh này cho con mình chơi. Có nhiều người cho nó cầm nó nghịch nó xé. Tôi vừa mới đưa cái CD xong, đưa ngay cho con mình cầm xé tất toàn. Đau lòng lắm thưa anh chị em. Anh chị em không có trân trọng. Có nhiều người bảo tôi, cha ơi, của cho là của rẻ, mà của rẻ là của chùa, cho nên là cha bán đi, dùng cho là bán đi. Cái gì mà bán thì nó trân trọng hơn, đúng không? Cái gì bỏ tiền ra thì mình quý hơn, có đúng không? Đúng không? Có anh ca sĩ bảo cha, mấy cái CD của cha cho không người ta coi thường lắm, CD của con bán. Bán cái là thấy nó bỏ tiền ra là nó phải nghe, đúng không? Còn cha mà cha cho nó bỏ không tốn tiền, cứ để như là buồn nghe, phải đọc vui thì bỏ, đúng không? Trời ơi, đúng luôn. Mà tôi sao mà đau lòng, tôi cố phải nát lòng quá.
trời ơi, nghe mà phũ phàng quá, sự thật phũ phàng quá anh chị em ơi. Nhưng mà đó là sự thật. Sự thật đó là chúng ta không có trân trọng những món quà của lòng thương xót Chúa. Anh chị em đi về những miền quê, thấy những người già, thấy những người nghèo, thấy những người ở vùng sâu, vùng xa, họ trân trọng những món quà này biết là chừng nào. Sáng hôm nay, có một cha Thanh ở mãi miền Tây gọi cho tôi nói trong anh nào cha xuống đây chia sẻ cho bà con ở dưới này, họ đang khao khát, họ chờ cha quá. Bảo vì cha đang ở đâu, tôi đổi sứ mới rồi, sứ cũ cha phải có hai lần họ thích lắm, về qua sứ mới. Còn sứ mới cha ở đâu, sứ mới tôi cũng thì ho vào cái vậy một ngày được bao nhiêu người đi lễ, ngày được 5 người, chủ nhật được bao nhiêu, chủ nhật được 20. Ấy cái số 5, số 20 ấy mà họ lại khao khát được nghe giảng về lòng thương xót của Chúa. Những người vùng sâu vùng xa ấy, họ lại biết trân trọng giá trị của thánh, của nọ chay mà từ tấm lòng của Thiên Chúa, Chúa trao cho họ. Còn chúng ta đôi khi gần chùa gọi người bằng anh, thử coi những người chung quanh sát nhà thờ có đi lễ không? Thế thử ý để ý không? Những người đến đây toàn là những người từ miền Bắc, từ miền Tây, miền Trung, miền Nam gì đó, còn chưa chắc gì. Nhưng mà ở đây cũng có lối xóm, hàng xóm thôi, có hai người, một người có đạo Phật, một người có đạo ông bà, nên không ai đạo Công giáo cả. Người Công giáo ở gần đây là cách cả cây số, còn xung quanh đây là chỉ có đồng không mông quạnh thôi. Còn ở thành phố chẳng hạn, ngay sát nhà thờ thì chị em chúng tôi đến những lễ nhiều nơi, đến những lễ lòng thương xót Chúa ở các tỉnh họ chen nhau đến. Trong khi đó những người sát xung quanh nhà thờ ngay trên đầu họ mở tivi, đi họ coi, họ mở karaoke, họ hát chứ đâu hát ác tiếng giả luôn, họ chơi tiếng hát ác tiếng giả luôn, họ tân mà là treo Chúa treo mẹ đây quay cổng quay ngõ nhà mình tiên chị em, họ không biết trân trọng, họ không biết thấy được giá trị của tấm lòng thương xót của Chúa. Cho nên những món quà này cha gửi đến cho con, tôi đưa về Thanh Hóa. Và nếu mà có gì con giới thiệu cho anh bạn không có đạo hay là anh bạn không Công giáo của con, và con nói với anh bạn rằng là con đã mới gặp một người yêu và người ấy yêu con lắm, con dám nói không? Dạ con. Rồi con có dám nói là cho dù mà anh có bỏ tôi, người yêu này cũng không bỏ tôi, con dám nói không? Dạ có. Nói xong cái nó bỏ con luôn, con có dám nói không? Dạ có. Cho con anh thì rồi con ra đi nói mất mang ra đi ra đi và nói. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là có những cái món quà mà mình cần phải trân trọng, không được ném cho chó, không được quăng cho heo, vì nó không trân trọng mà nó còn quay lại nó cắn mình nữa. Vì thế mà anh chị em đón nhận những món quà ấy phải trân trọng, vì nó vô giá, không phải là nó đáng giá 5.000, 10.000, 20.000, thưa anh chị em, nó là vô giá. Không có thể nào mà kinh doanh gì về cái chuyện này cả. Cho nên nếu mà mình biết trân trọng những món quà ấy thì lòng thương xót của Chúa sẽ đổ tràn trên mình. Vì Thiên Chúa không tiếc gì chúng ta. Ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Ngài đã cho ban chính Con một xuống trần gian này để cứu chúng ta. Cho nên mình phải thấy là nó là một món quà vô giá. Đây là một món quà mà không có tiền mà có thể mua được. Cho dù có tiền muôn vàng bạc cũng không thể mua được. Con bé lên đây không?